Làm việc nhé, làm việc một mạng. Đó, thái đuôi em đi ra, thái đuôi. Ôi, không sao. Ui, đã hai đuôi rồi, ôi, chẳng là người cuối cùng. Là người cuối cùng thôi, win. Má, quá kêu kìa anh em. Ôi, lính có kịp không ấy, lính có kịp không đây. Lính ơi, nhanh lính ơi. Kịp. Lính ơi, kịp lính ơi. Đại lính ơi. Kịp, win rồi. Ai? Ai? Ơ! Ơ kìa. Ơ. Cái định mệnh gì đang xảy ra vậy? Alo. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy anh em? Ô. Ảo thật đây. Rồi ôi, cái gì đây? vận may.net, website chẳng lẽ mua một vị tính đỉnh cao chẳng lẽ, thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7, website chẳng lẽ số 1 Việt Nam, truy cập ngay vận may.net để tiến nhé. Trận đấu cuối cùng chúng ta chơi Everton để quyết định xem có lên được cầu thủ hay không ạ. Quyết định của mình lên cầu thủ đây anh em ơi, làm việc ngay Everton nha. Trên like, trên đăng ký thì tụi mình like ký nhé. Mục đích hãy vào shop toeron.com.vn.vn.thaiduy. Mất đi thật bộ vàng. Hôm nay nay hơi nhiều anh em, bao nhiêu rồi? 4 tiếng rồi anh em ạ. Trời ơi, chắc game này nó là 4 tiếng rưỡi. Chết rồi. Điểm quyết định. Cày thuê nhận tiền mặt hay thẻ cào á? Thẻ cào thôi em ơi. Tiền mặt mày đến được, mày gửi được tiền mặt không? Hỏi nãy giờ. Cái thuê gửi tiền mặt chứ. Có gần không? Có gần nhà không? Gần nhà thì gửi tiền mặt, không gửi không mình gần nhà thì gửi thẻ cáo đi. Hỏi thế. Tiếc vãi không được học sinh gọi đã thu máy. Ôi. Ôi đen em ơi. Đen cho em á. Còn Mina kìa rồi. Game quyết định nên cầu thủ chạy qua tóc nó cho đẹp trai rồi cho nó có sức sống á. Cổ nai có chứ, cổ tôi có la chứ em, cổ nó phải nai thôi chứ. À đợi tí mình có đăng video chưa rồi, mình chưa đăng video nha. Đây mình anh em chuẩn bị đăng coi video nha, 4 giờ rồi. Đăng cái video nào nhỉ? Đăng video à, đi đăng video à, quên Navi đi. Đấy cho mọi người chuẩn bị coi video nha. Mình đang video Labby ạ. Labby là xạ thủ nhiều người nhất đấy. Em coi em anh em coi video mới mình đăng ấy à. Là mới đăng. Rồi, ok, let's go. Game cuối cùng lên cầu thủ. Quan trọng kẹt. Làm việc ngay. Ủa sao đi ra đi sớm bê hả? Alo. Gì đây? Thiên đi sớm bê mà. Ơ Thiên đâu? Ơ thằng Thiên bị lỗi mic rồi. Bị lỗi mic ở đây được rồi. Được chưa anh, đang nghe chưa? Thái túi sớm bê mà sao ra mic tam vậy? Giờ bùa đỏ màu xanh nhá. Nhanh. Ôi giời ơi, bình tĩnh nào. Anh cứ bình tĩnh nào. Cái này mà được mới thì quá đẹp rồi. Cắt video đăng luôn. Rát đuôi đấy rát. Thọt tơ. Hit ever. Trời ơi. Họ chơi bên đây à? Ơi. Thằng lại náo rồi. Lại náo à cu? Lại náo. Ui. Chơi anh em ơi. Chơi được. Đắt. Thằng rô cơ này. Một bộ. Tiếp luôn. Khắc tinh rô cơ đây. Tầm 3 rô cơ thì bửa đầu luôn.
Đò chạy, ui, yếu rồi. Ai yếu lắm rồi đấy, trời ơi, bố xong chết. Về luôn. Phên quá, thôi về hồi máu lại nên rồi. Thử coi gấu lên nhá. Về đi cho uy đi. Hai dầu cờ chết. Thôi bé của bố trước. Bố trước thôi, ăn dòng thôi. Không. Con ăn dòng nha. Mình chiến bổ chúng cho hai bàn rô cơ thôi, kiểu gì nó sẽ mất các bạn ạ. Nhưng mà đừng để nó áp sát mình nha, áp sát mình bắn đi nó hồi máu nhiều lắm. Hồi máu nó hồi giáp. Anh em chưa like chưa đăng ký, anh like đăng ký mình nha ơi. Về đây anh em ơi. Kìa nó vào kìa. Mày mất chủ kìa, cái chủ biết kìa. Thế xét. Thôi xong. Biết chủ quan trọng nhất là điểm hết này đi. Từ nó bay ạ. Mày ngu si quá à. Ngu. Ui. Con nút nhanh. Ê. Ôi thay mạng à, đổi mạng à. Đổi mạng kìa anh em, mình xin. Bắt được video thì áp ra tao thôi.
Thế mạng mày ok đấy. Từ 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 anh em ơi, anh em cuối cầu thủ ấy, anh đi bình tĩnh thôi. Anh em chân lai đi, cho mình chân lai đi. Rồi lên win được. Ơi gấu gì đây? Anh gấu ơi, anh không biết em ai hả? Em mà top Aeron đó. Anh làm cái gì vậy? Em cầm Aeron mà anh còn hổ báo vậy thì chết em. Không có tiền đền đâu anh em ạ. Anh mẹ không có tiền đền đâu ạ. Vào đi. Cái thằng này không mà về nha. Rồi, anh luôn. Cắt ra này. Rồi, cắt xa đi. Mình chắc tay nha. Nghe mày xin nhảy game MB thôi nhá. Bạn là một game xin MB đứng lưu với Thái Dũi. Thái Dũi cái mày được MB cho hẳn 100. Thật. Cái mày cho được Thái Dũi được MB cho hẳn 100 luôn. Nói là nào. Thật luôn. Nhưng được MB cái mày tí ra banh cho nó cho 100. Banh 929 luôn. Được chưa? Nói là nào. Thế xin này, trời ơi làm đi. Em không chưa làm đâu quán nữa. Chưa làm đâu quán nữa Thái Dũi. Làm đi, quán nhá. Kìa gấu sao, thằng gấu sao kìa. Rồi, được rồi. Ê, được rồi. Ôi giời ơi, bổ kìa. Rồi MB Thái Dũi ơi. Nên win nha anh. Non đòi đòi. Con mẹ mày tên. Bái nó chửi tên à. Cái. Kéo nó về. Làm gì tên. Góc này. Từ em đi này. Bay vào. Bay vào, tiếp đó. Bay vào. Lên đây nè. Rầu cừ nè. Ui gấu. Chơi được. Chơi được. Em ơi. Vào đi. Chú ơi. Ui, già mẹ rồi. Thôi về. Thôi đu anh em được rồi. Lùi. Này đòi KS. Ôi Thái Dũi ơi, làm người đi. Này đi gấu nè. Thôi về đợi. Hồi phục năng lượng. Đòi MB ơi. Game này khét thằng VS cơ mà MB cơ. Anh em mà game này khét MB nó VS ạ. Từ rồi nào, thiếu người kìa, bình tĩnh. Loại đánh nhau rồi. Chưa được. Làm việc, một mạng. Thôi Thái Dũi, em đi ra Thái Dũi. Ui, không sao. Win, ai, ui giời ơi, trọng là người cuối cùng. Là người cuối cùng thôi, win. Má, quá kêu kìa anh em. Ôi, lính có kịp không đây. Lính ơi, nhanh lính ơi. Kịp. Lính ơi, kịp. Mẹ đại lính ơi. Kịp. Win rồi. Ai. Ơ kìa. Cái định mệnh gì đang xảy ra vậy? Alo. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy anh em? Ô ảo thật đây. Rồi ôi, cái gì đây? Ủa, đây mà chú có niềm à? Chú có niềm rồi anh em ơi. Chú có niềm rồi, thôi xong rồi. Cái gì vậy trời? Chú có niềm rồi, chú có niềm rồi, chú có niềm rồi, chú có niềm rồi.
Hay thế nhờ. Không sao, chấp đi. Ôi giời ơi, còn bỏ lên giày anh em ạ. Còn bỏ lên không giày luôn. Rồi, win đi. Win được nhanh, còn kịp. Hay quá, lên đi. Rồi, win rồi, vào win đi. Ok. Vào win. Rồi, ok nha. Trời ơi, là trời vậy mà để thua gì à, vậy mà không lấy chủ. Chủ điểm chắc rồi. Ok, các thủ anh em ơi. Thôi nghỉ nhá, bác nghỉ nhá. Ngồi đây, các thủ nghỉ anh em ạ. Anh em thứ hai nhớ like và đăng ký giúp mình nhau đây. Hay, ô hạng 1 kìa, thái rúi. Đòi. Hạng 1 kìa, đòi 100k trọng. Đâu dễ. 100k chứ không phải 50k đâu, phải. Làm sao mà dễ ăn vậy. Tiền chứ không phải là gì đâu mà dễ ăn đấy. Rồi, đòi MB. Rất đen là Thái anh em ạ, rất đen là Thái.